Chào các bạn đã trở lại kênh Chuyện Ma tác giả Hàng Bảo. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay, hãy like, comment cảm xúc cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Bảo các bạn nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trong buổi kể chuyện ngày hôm nay, Bảo xin gửi đến các bạn câu chuyện của ông Năm Thọ ở Cần Thơ. Ông Năm Thọ đó thì năm nay đã lớn tuổi rồi, đã 61 tuổi rồi. Và ông có nghe kênh của Bảo kể về những câu chuyện xa xưa rất là thích. Cho nên là ông cũng đóng góp vào một câu chuyện về xa xưa. Câu chuyện này ông có chia sẻ rằng là khi mà ông còn nhỏ đó, ông theo cha mình đi đào sâu, thì những lúc rảnh rỗi có nghe những cái người mà làm chung, những cái người lớn tuổi, người ta kể về một câu chuyện xa xưa, giống như kiểu mà mình ngồi mình nghe ông bà mình nghe kể chuyện đời xưa vậy đó. Cho nên là cái tính xác thực của câu chuyện ông không có đảm bảo được cái điều đó. Thì cũng như Bảo đã chia sẻ trên kênh, những câu chuyện xa xưa đa phần là những câu chuyện truyền miệng từ những người lớn xa xưa họ kể lại. Thì câu chuyện này á của ông Năm Thọ cũng rất là ly kỳ và kể về một cái hiện tượng tâm linh mà gần như ai nghe nói tới tên đều phải sợ. Đó chính là trùng tang liên tán. Với thời buổi của mình bây giờ thì nghe mà nói tới cái việc mà trùng tang gần như là không có. Nhưng mà với câu chuyện này của ông Năm Thọ thì vào cái thời đó, cái hiện tượng trùng tang nó xảy ra không phải là hiếm. Và muốn biết cái sự trùng tang liên tán nó gây rợn đến cỡ nào mà câu chuyện này ông Năm muốn Bảo đặt tên là trùng tang liên tán kẻ lưu vong, người thì bỏ mạng. Rồi, không dài dòng mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta bắt đầu ngay vào câu chuyện. Lúc đó thì cũng như khá là lâu rồi. Thì có cái gia đình của cái ông này thì Bảo sẽ đặt là ông bà hai. Ông bà hai này là cái gia đình giàu có, kêu bằng bậc nhất cho một cái vùng. Ông có tổng cộng là 7 người con. Chú hai, cô ba, cô tư, chú Năm, chú Sáu, cô Bảy và chú Út. Thì nói sơ về cái dòng họ của ông hai một xíu. Ông hai có tất cả là 5 anh chị em, nhưng liên quan tới câu chuyện ở đây chỉ có ông ba thôi. Cho nên là Bảo gọi là ông bà ông ba rồi, và đánh xoay vào cốt chính của câu chuyện. Thì dòng họ của ông hai á, phải nói là mấy đời liên tiếp, không biết là 3-4 đời gì đó, là kêu bằng giàu có nước vách hồi đó tới bây giờ. Không thể nào mà người ta có thể suy nghĩ là một ngày nào đó gia đình của cái ông hai này ông sẽ bị suy tàn, không có. Tại vì gia thế trong cái vùng đó thì quá lớn, và của cải thì nó quá nhiều rồi. Rồi, ông có 7 người con, nhưng phải nói á, là ông thương nhất một người. Người đó chính là cô ba. Phần của chú hai thì khi đó chú hai đã 28 tuổi rồi và đã có vợ và có 2 đứa con. Một đứa con gái lớn 5 tuổi và đứa con trai 4 tuổi. Những anh chị em trong nhà thì ông hai ông thương nhất là cô ba. Tại làm sao thì cái vấn đề đó chưa ai biết được. Nhưng mà có thể nói rằng thời kỳ đó là người ta rất là trọng nam, và có cái xu hướng là khinh nữ đó, trọng nam khinh nữ. Nhưng mà đặc biệt trong gia đình của ông hai thì ông khi mà cô ba sinh ra rồi không biết làm sao, cả ông bà luôn lại dâng lên một cái nỗi mến thương không thể nào diễn tả được. Đến độ mà những người con trai trong nhà, đừng nói là chú hai có cháu nội rồi nghe, có con trai rồi, nói dòng nói dõi rồi, có rồi, mà cũng vậy các bạn. Ông bà hai vẫn thương nhất là cô ba. Còn về phần của cô tư á, thì đã có chồng rồi. Nhưng mà cô ba này đến thời điểm đó vẫn không chịu có chồng. Còn những anh chị em về sau này thì chưa ai có chồng có vợ cả. Thì cái lúc mà cô ba còn nhỏ đó, khi mà cô sinh ra đó, thì cô này có cái điều rất là lạ nha. Lên tới khoảng 3 tuổi thôi là cái cô ba này cổ nói chuyện như là một cái đứa con nít mà 6-7 tuổi vậy. Có nghĩa là cổ
cổ khôn trước cái độ tuổi của cổ. Nhưng mà đặc biệt là cổ rất là hạn chế cái việc mà lợi gần, thậm chí là có thể nói là ghét luôn, rất là ghét ông bà hai, không biết sao mà kỳ đáng gì đó. Mặc dù được cha mẹ thương cưng chiều hết mực luôn, nhưng mà cô ba vẫn tỏ ra một cái thái độ rất là ghét ông bà hai. Còn anh chị em trong nhà hầu như là cái cô ba này từ nhỏ tới lớn không nói chuyện với bất kỳ ai. Cho đến khi mà cô 10 tuổi á, thì lúc đó ông bà hai mới sinh ra được cái cậu con trai út á. Thì cô ba này thương nhất là cái cậu con trai út này nè. Còn ngoài ra trong nhà là gần như không thèm nói tới ai. Và khi cô ba lên được khoảng 16 tuổi á, trong thời gian từ 10 tuổi tới 16 tuổi này á, là cô ba bệnh cơ bản liên tục luôn các bạn. Hết bệnh này rồi lại tới bệnh kia. Và mỗi căn bệnh như vậy á, gần như là muốn lấy đi sinh mạng của cô ba này. Nhưng có điều mỗi khi mà nguy cấp nhất, tưởng chừng là cô ba đã chết, thầy thuốc này nọ người ta cũng sợ rồi, cũng bó tay rồi, thì lúc đó cô ba lại sống. Nó có một cái điểm rất là lạ, ốm yếu bệnh hoạn hoài luôn, nhưng cái cô ba này có đẹp nha, có rất là đẹp. Rồi cứ mỗi lần mà bệnh cô chuyển nặng, cái nguy cơ tử vong sắp tới, thì cô ba lại vượt qua một cách rất là ly kỳ. Và cái việc cô ba này bệnh hoạn cho tới năm 16 tuổi đó thì làm cho gia đình của ông hai á hao tốn rất là nhiều tiền của. Nhưng đối với ông thì ông quá giàu rồi, cái phần tốn kém đó không có là cái vấn đề gì quan trọng cả. Dần dần á thì bà con ở trong cái khu vực này người ta cũng biết cái nhà của ông hai đó có một cái cô ba này có lạ lắm nha. Khi mà cổ 16 tuổi và cái bệnh hoạn của cổ không, gần như là không còn. Cổ lúc tới năm 16 tuổi là không bệnh hoạn nữa. Nhưng mà cổ lại cho thấy những cái biểu hiện còn lạ lùng hơn cả lúc nhỏ. Nếu như cái lúc nhỏ cái cô ba này á là chỉ là ghét cha mẹ, không chơi với anh chị em trong nhà, mà lại thương cái đứa em út khi mà cô lên 10 tuổi. Rồi 6 năm sau bệnh hoạn liên tục như vậy, tưởng chết mà không chết. Thì tới năm 16 tuổi á, cô ba này cổ mới lợi cổ nói với lại ông bà hai á, nói bây giờ con không có thích ở trong nhà, cha mẹ phải cắt cho con một cái nhà, ở gần đây cũng được, nhưng phải cắt cho con cái nhà con ở riêng. Đòi cắt cái nhà ở riêng. Đó thì ông bà hai thì quá thương con gái rồi, mà thấy bây giờ nó lại đỡ bệnh hoạn rồi, thì cất cái nhà riêng mà ở gần, cũng như là ông bao quanh xung quanh cái khu vực nhà của ông rồi. Nói là ở riêng thôi, chứ thật ra không phải là ở xa nhà hay ở khuất nhà gì cả. Từ nhà của ông bà hai á, chỉ cần bước ra bên ngoài dòm xéo qua cái vách bên phải độ chừng mấy chục thước là cất cái nhà của cô ba ở đó. Thì sau khi cất cái nhà đó xong, cô ba từ năm 16 tuổi cho đến năm 20 tuổi thì cô ba lại có những cái biểu hiện khác. Và hình như cái cô này cổ có cái mối liên hệ vì gì đó với tâm linh. Điển hình như là cái một người làm ở trong nhà đó. Cái anh này thì ảnh lúc đó anh đã 35 tuổi rồi. Thì với cái tuổi đời của cô ba thì sẽ kêu ông đó bằng chú. Thì bảo sẽ gọi ông đó là ông chú, ông bác đi ha. Tại vì chú thì mới công mới chùm lại mấy cái chú anh chị em của cô ba trong nhà. Bảo sẽ kêu là ông bác hai đi. Thì cái ông bác hai này ông có vợ. Và ông đã về làm cho gia đình ông hai này được độ 5 năm rồi. Thì cái lần đó đó, ông đi có công chuyện, ông xin nghỉ bao nhiêu ngày rồi ông đi khá là xa. Rồi khoảng cỡ chừng một tuần lễ sau, ông mới trở về, ông vô làm. Thì cái lúc mà ngày đầu tiên ông đi về á, là vào cái giờ chiều cũng chạng vạng tối rồi. Từ nhà ông mới đi qua bên nhà của ông bà hai và đi vào thưa chuyện với ông bà hai á. Ý định là thưa chuyện với ông bà hai để nói rằng là ngày mai con bắt đầu trở lại làm việc. Thì cái lúc mà cái người này đi vô, do là bản thân là cái người đầy tớ mà, bởi vì đâu có dám đâm thẳng vô trong nhà chính của ông bà hai đâu.
Cho nên là cái ông bác hai này khi mà ông đi vô á, ông mới dòm dòm dòm, ông coi coi là có ai để nhờ người đó chuyển lời cho ông bà hai là bác hai đã về và xin phép ông bà chủ cho ngày mai được đi làm. Nhưng mà bác hai dòm tới dòm lui dòm không có gặp, thì ngay cái lúc này á là cái cô ba cô ở trong nhà, mà các bạn biết rồi, từ cái cánh cửa cái cửa chính á, đi thẳng vô trong cái nhà chính của ông bà hai là nó cách đâu cũng 50 60 thước, cái sân ông rất là rộng. Mà cái nhà của cô ba thì xéo bên tay phải cách cũng độ mấy chục thước. Trong nhà chưa hay mà cô ba lại hay, cô ba mới đi thẳng 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 ra. Nhưng mà đi vừa tới cái nhà đó thì cô ba mới quay mặt vô trong cái nhà chính, cô ba mới kêu có ai ở trong không. Thì lúc đó chú hai là cái người lên tiếng, có anh nè ba, ba ơi có gì không em, cha mẹ đâu rồi anh hai, cha mẹ đi sớm trên rồi chưa có về, có gì không em. Thì cô ba mới kêu anh hai mình ra, cô ba mới nói tôi nói anh nghe cái này nè, chú hai mới từ trong nhà bước ra hỏi cái gì. Cô ba mới chỉ vào cái mặt cái ông bác hai á, đang đứng ở ngoài hàng rào á, ông đang đưa tay ông ngoắc ngoắc ông chào chào giống như là ông chào để cho chú hai với lại cô ba đi ra vậy. Thì cô ba có nói á, anh dòm ra cái chú đó đó, cái bác đó đó, anh thấy coi anh có thấy cái gì không. Chú hai ông dòm ra thì ông thấy là cái ông này là ông làm cho mình mà ông xin nghỉ, giờ giờ ông vô ông làm lại thôi chứ có gì đâu, hoàn toàn ông không thấy gì hết. Cô ba mới nói vậy mà anh không thấy hả, có đứa nhỏ nó ngồi ở trên cái hai cái vai của ổng á, tay nó đang nắm đầu nó giật kìa. Lúc đó là trời chỉ mới chạng vạng chuẩn bị tối thôi nha các bạn. Chú hai ông dòm không thấy, mà với cái nét mặt của cô ba thì cổ không bao giờ mà đùa giỡn cả, tính cách hồi đó tới giờ cũng vậy. Thế vậy chú hai mới nắm tay cô ba đi ra coi cho kỹ, thì đi ra ngoài đó vẫn không hề thấy, chỉ thấy duy nhất cái ông bác hai này ông đang đứng và ông chào. Cô ba mới nói anh thấy chưa kìa, cái đứa nhỏ đâu cỡ chừng 3 4 tuổi á, nó ôm cổ ổng kìa, nó giật tóc ổng kìa. Chú hai vẫn dòm và không thấy. Cô ba mới nói á, anh đợi tôi hỏi là coi chúng không anh à nghe. Thì cô ba mới bước tới chỗ của cái ông bác hai này, cổ mới nói bác hai, có phải là ông nhức đầu lắm không, mà ông nhức ở bên trái cái đầu lắm phải không. Hỏi câu này thì ông bác hai ông giật mình các bạn. Thật sự ra thì ông đã nhức đầu trước cái ngày mà ông về đó một ngày rồi, ông chỉ nhức nửa bên đầu bên trái thôi. Ông không hiểu lý do, mặc dù ông đã uống thuốc và ông đi thầy thuốc này nọ, người ta đưa thuốc cho uống cũng rất là nhiều rồi, ngày hôm qua hôm nay uống mấy lần thuốc rồi, nhưng mà sợ á, là chủ cả người ta bắt lỗi là sao mày đi về mà mày không qua mày bầm báo cáo với tao. Bác hai ông mới mặc kệ cơn đau, ông đi qua bên đây thì đi qua bên đây nhà chủ cả mà đâu dám nhăn mặt nhăn mày, phải cười vui vui vẻ mặc dù là cái đầu rất là đau. Thì khi mà nghe cái cô ba nói vậy ông giật mình, ông chưa từng nói với ai mà khi ông về á thì vợ con ông á ông còn chưa nói thì làm sao người ngoài biết được, vậy mà mới qua tới đây cô ba có biết. Mà cổ lúc đó thì cái ông bác hai này ông chưa có biết, ông chưa có biết cái chuyện mà cô ba dòm thấy một cái vong hồn đang ngồi trên vai của ông, một bức bức đầu bức tóc của ông, ông chưa biết. Cái ông mới hỏi á, ủa sao mà cô biết vậy cô ba, sao không biết, cái đứa nhỏ nó nắm tóc ông nó bức vậy ông không nhức đầu mới lạ. Ông về đi, ông về giờ ông đi coi á, có ông thầy nào á kêu người ta trị đi, chứ ông để yên vậy hoài có ngày nó bắt hồn ông luôn. Thì nói xong câu đó cô ba đi ngược vào trong nhà, không nói thêm một cái gì hết, để lại cái sự nghi vấn, cái sự hoài nghi của chú hai và kể cả bác hai. Thì sau khi nói chuyện xong xuôi rồi, bác hai này ông mới trở về nhà, thì lúc đó trời đã tối rồi nha. Thì ông mới suy nghĩ á, ông bàn với vợ mình, ông nói bây giờ sao em,
Tôi qua bển á, cô ba không biết làm sao mà cổ biết tôi là nhức đầu, và cổ nói á là tôi phải đi tìm thầy, chứ nếu mà không tìm thầy là tôi bị vong đứa con nít bắt hồn. Vào thời điểm đó thì cái việc tâm linh á, nó xảy ra rất là nhiều, cho nên là vợ của ông bác hai này cũng nói với ổng là thôi bây giờ tối rồi, sáng ngày mai á ông coi ông đi đi, chứ cô ba đó nghe hồi nhỏ đó, thì cổ bệnh hoạn dữ lắm, thập tử nhất sinh, mà bây giờ cổ hết bệnh rồi, cổ lại ở riêng nhà bên ngoài, mà cổ lại phán những cái câu như vậy, thì có khả năng là cái cô ba này là cái người mà giống như là ông bà độ, hoặc là một cái người có cái mối lương duyên nào đó với cái người thầy bà. Ông phải nghe nghe. Thì bác hai cũng nghe như vậy và định là sáng hôm sau sẽ thức dậy thật là sớm để mà đi xem thầy coi là cái có thật sự đúng như vậy hay không. Thì ông bác hai này á, tối đó ông ngủ. Ông ngủ, ông đang nằm ngủ ở trong buồng với vợ con nằm kế bên vậy. Thì ông mới nghe cái tiếng gõ cửa lụp cụp ở bên ngoài. Ông mới ngồi dậy và ông đi ra. Ông đi ra tới cánh cửa, ông mở cửa ra đó, thì ông thấy có một cái đứa con nít, nó đang đứng ở ngay cái cửa ông luôn. Có nghĩa là nó đã vào mái hiên rồi và nó đứng ngay cánh cửa ông, nó dòm lên ông như vậy. Thì do là mới ngủ thức dậy, ông bác hai ông mới dòm kỹ coi đứa nhỏ này là con cái nhà ai, mà sao ban đêm ban hôm không ai giữ mà để cho nó qua bên nhà mình. Bác hai mới nói á, ủa con là ai, con của ai vậy? Thì vừa nói cái mắt của bác hai mới dòm thẳng vào đứa nhỏ, thì ngay lúc này á nó mới chỉ mặt lên trên trên bác hai vậy, nó nói mày á, mày biết tao là ai không? Mày mà đi coi thầy á nghe, tao dặn họng tao bẻ cổ con mày. Nó nói vừa dứt câu thì hai cái nanh nó chởm ra ngoài và cái mặt nó trở nên xanh rờn hết. Ông bác hai ông hoảng hồn hoảng vía, ông té bặt ra phía sau ông xỉu. Khi mà vợ ông hay á thì lật lật trong đêm mới đi nhờ bà con đi coi thầy, chứ thật sự thì cái người vợ này đâu có thấy cái chuyện gì xảy ra đâu, đâu có biết. Nhưng mà do là suy đoán thì cái lúc mà đi coi thầy á, không biết làm sao á mà cái cô ba này nè cổ lại biết. Chỉ thấy những người hàng xóm người ta rộn 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 lên, rồi người ta hai ba người người ta đi ngang nhà thôi, mà sao cô ba này cũng biết. Cổ mới ra cổ giật cổ kêu lại, cổ nói á đi kêu thầy á thì đừng đi một hai người vậy, đi đông đông đi. Rồi cổ mới quay mặt vô trong nhà, cổ kêu mấy cái người làm ở trong nhà đó, cổ kêu là đi theo một hai cái người này. Thì nhờ là đi đông nha các bạn, và khi mà dước được ông thầy đó về á thì ông thầy nói là có một cái vong của cái đứa nhỏ. Cái vong này thì bác hai ông gặp răng nanh này nọ là nó hù dọ thôi, chứ thật ra nó không phải là quỷ. Ông thầy này ông bắt xong rồi á thì ông mới nói á là mấy cái người mà đi kiếm ổng á nha, cũng may là đi đông người á, chứ phải mà đi ít người á là lợi mấy cái chỗ vắng nó dẫn đi mất tiêu rồi, chứ không có tìm được thầy đâu. Lúc đó người ta mới sững sờ ra tại sao cô ba lại là cái người biết biết từ đầu chuyện cho đến cuối chuyện. Thì dần dần qua cái sự việc lần đó thì ai nấy trong xóm chòm này người ta cũng nói rằng cô ba là cái người là có duyên phận với cái người thầy bà, thập tử nhất sinh bao nhiêu lần rồi không chết, mà đến khi hết bệnh á thì lại biết ra những cái chuyện mà người thường không có biết được. Và ngay cả trong nhà ông bà hai cũng cảm nhận và đã từng chứng kiến được những cái hiện tượng lạ lùng của cô ba. Có điều mà khi mà lên tiếng để mà hỏi cô ba là con có cái vong linh nào nó theo con hay không, và nó có báo trước cho con hay không, hay là con có ông bà gì giữa hay không, thì cô ba nói tôi không có. Chỉ nói duy nhất một câu đó thôi là không nói nữa. Và cái sự việc nó trở nên đỉnh điểm là khi cô ba 21 tuổi nha các bạn. Lúc cô 21 tuổi cũng là lúc mà chú hai sinh ra đứa con đầu tiên, là cái đứa con gái.
Thì cô ba này á, cái ngày sinh con ra rồi á, mặc dù là con gái nhưng mà ông bà hai cũng rất là thương, và người trong gia đình cũng rất là thương, do là có một đứa nhỏ nó sinh ra đời, người lớn mà, cho nên là thương mấy đứa nhỏ như vậy. Thì cô ba mới đi qua cái ngày sinh đầu tiên của thím hai á, cô ba mới chỉ mặt thím hai, cô ba nói: "Tôi nói với chị á, bây giờ á chị đừng có giữ đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này mai mốt mà nó có bệnh á thì để vậy đi, chứ đừng có trị cho nó." Nói như vậy xong thì cô ba quay mặt đi trở về nhà của mình. Lúc đó là toàn bộ mọi người đều có mặt trong nhà hết. Chú hai cũng rất là tức. Con cái của mình mà sao tự động nó qua nó nói như vậy. Nhưng mà biết là cô ba có cái hiện tượng tâm linh gì đó, cho nên chú hai ông mới dặn lại và ông đi qua ông hỏi. Thì cô ba mới nói như vậy: "Tôi muốn tốt cho gia đình thôi, tôi nói như vậy đó. Chứ tới lúc mà tôi làm không được rồi á thì không có ai mà cứu được cái gia đình này đâu." Nói mập mờ như vậy thôi chứ hoàn toàn không có nói rõ ra cái gì cả. Nhưng mà cái đứa con của mình ai mà nỡ bỏ được. Chú hai á mới về rồi bàn với vợ và bàn với ông bà hai. Sau khi mà bàn xong rồi á thì nói chung là cũng không biết phải xử lý như thế nào. Tại sao mà cô ba lại nói như vậy? Thì tự dưng cô ba đi qua, cô ba mới dòm mặt ông bà hai, dòm mặt chú hai á, cô ba thở dài nói á: "Thôi thì cái số, chứ con cái mà ai mà bỏ được. Với lại á, cái đứa nhỏ này á nó cũng hiền lành. Lớn lên á nó cũng rất là dễ thương. Thôi, dán đi, có gì tôi chịu cho." Thì tự động ban sớm nói như vậy mà bây giờ lại qua nói như vậy. Thì khi mà bàn tán hỏi tới hỏi lui á, cô ba cũng trả lời có nhiêu các bạn, không có nói thêm cái gì hết á. Rồi tới khi mà 5 năm sau, khi mà cái đứa nhỏ này á nó lên 5 tuổi. Nó lên 5 tuổi và có một cái đứa em của nó là cái đứa bé trai đã được 4 tuổi rồi, và hai chị em cực kỳ dễ thương luôn, trong nhà ai cũng yêu ai cũng quý. Cô ba thì cổ cũng rất là thương nha, nhưng mà đặc biệt một điều á là cổ không có lại gần. Cổ không lại gần. Và đối với mọi người á là sau này mới biết nha. Sau này mới biết là cô ba cổ thương. Nhưng mà suốt 5 năm trời đó mọi người đều cứ tưởng là cô ba là cái người ghét cái đứa bé gái này nhất. Bởi vì chưa ai thấy cô lại gần cô nựng nịu gì cả. Và khi mà ánh mắt cô dòm vô cái đứa nhỏ này á là cổ phát ngang không à. Nhưng mà thật trong về trong bụng của cổ là sau này khi mà cổ về á thì mọi người mới biết là cổ rất là thương. Nhưng có lý do khiến cho cổ không lại gần và tỏ ra cho mọi người thấy là mình không ưa gì cái đứa nhỏ này. Tới cái năm mà cái đứa nhỏ nó lên 5 tuổi á thì lúc đó cô Tư có chồng, thì ở gần, cô cũng gần vùng thôi chứ không phải ở đâu xa lạ cả. Cô ba từ cái ngày mà cô Tư có chồng á thì mấy ngày sau luôn cô ba có buồn hiu quạnh chứ lắm. Nhìn vô mà hỏi ông bà hai rất là lo lắng, rồi hỏi: "Con ơi sao mà con buồn vậy?" này nọ, hỏi cỡ nào hỏi, không nói là không nói, và ngỏ ý bao nhiêu cái chỗ đến để mà hỏi cưới cô ba. Thì cô ba có nói á: "Cưới tôi làm gì, tôi có sống được bao lâu đâu, cưới tôi." Trời ơi trời, nói một câu đó mà trong nhà ai cũng quản hồn quản vía hết. Rồi nói xong rồi cũng không thèm giải thích với ai, nói xong là cứ đi về nhà ngồi trong nhà như vậy. Rồi cái sự việc kinh hoàng cuối cùng thì nó cũng đến. Bữa đó cô ba mới nói với lại tất cả mọi người trong nhà luôn. Cô ba nói á: "Cái đứa nhỏ này á, tôi xin phép anh hai cho tôi được ở với nó những ngày cuối." Cậu nói một câu như vậy thì nó quá lạ. Tự dưng đi qua đòi ở ngày cuối với cái đứa nhỏ thì ai mà biết được, ai biết đó là cái gì.
cái không chấp nhận, ban đầu là không chấp nhận tại vì thấy cái biểu hiện lạ của cô ba, cho nên là chú thím hai cũng không dám để con mình ở bên nhà của cô ba nữa. Cô ba mới nói á, không sao đâu, nó là cháu tôi thương nó dữ lắm, mọi người thấy tôi dòm nó không dòm, không nựng nịu nó, chứ thật ra tôi rất là thương nó, tại vì cái số nó là cái số khổ. Bây giờ nha, tôi sẽ thay cho anh hai, chứ nếu mà anh không cho nó qua ở với tôi á là tôi cứu nó không được, anh cũng không cứu nó được mà không ai cứu nó được đâu. Lúc đó thì chú hai mới nói với lại ông bà hai thì thôi, em nó nói vậy thì thôi ba cha mẹ ơi, cứ cho gái con qua bển ở với nó cho vui. Thì lúc đó lạ một điều, thí dụ như con nít đó các bạn, nó mới có 5 tuổi mà cái người mà không thèm ngó đến nó, không thèm nói chuyện với nó suốt từ nhỏ tới lớn, vậy mà khi lần đầu tiên đi vô và nói chuyện với nó và dẫn nó về bên nhà kia thì lại vui vẻ nó đi, mà trong khi những người trong nhà thì có người chọc ghẹo hàng ngày, yêu quý nó chọc ghẹo nó hàng ngày, nhưng mà có người nó lợi có người nó không lợi, mà riêng cô ba vậy cái nó đi qua bển với cô ba bển á mà vẫn như cũ. Cô ba qua bển ở với cái đứa nhỏ này thì hai cô cháu khăng khít với nhau vui vẻ, nhưng mà hỡi buông ra rồi là cô ba vẫn ngồi một cục rất là buồn bã, giống như thể là cô đang lo sợ một cái điều gì đó nó đang sắp diễn ra trong cái căn nhà này. Và đặc biệt hơn nữa là cô ba ngày cũng như đêm các bạn, bất kể là luôn luôn giữ cái đứa nhỏ này ở trong nhà, không cho đi ra. Và cô ba một bữa nọ cô ba mới đi qua nói với ông bà hai á, cha mẹ ơi, bây giờ á là trong cái tháng này là cái tháng 7, cha mẹ phải nói với anh em trong nhà là không một ai được đi ra ngoài vào ban đêm nghe cha mẹ. Thì mọi người á khi mà nghe cái lời của cô ba, mà mỗi lần cô ba cổ phán cái câu gì đó thì là y như là nó có cái chuyện gì, cái ông bà hai á mới nói với trong nhà là bây giờ là như vậy nha, không có ai được phép đi ra bên ngoài vào ban đêm cả. Và cô ba mới đi lại cái người em út của mình á, cái người em trai út của mình á, đó giờ cô ba thương cái người đó lắm, cô ba mới nói út ơi, em vô chơi với cháu, ở với chị ba, đừng có đi đâu chơi ban ngày ban đêm gì cũng đừng có đi chơi nghe em, đi vô vô chơi với chị. Thì cái người em út này cũng rất là quý cô ba, cho nên là nghe nói vậy đi liền. Trong nhà bây giờ sẽ có cô ba, chú út và cái đứa cháu 5 tuổi bé gái. Có điều thì có lẽ là cái số kiếp rồi, cho nên là cô ba cổ cứu không nổi các bạn. Trong nhà thì có một chú Năm này nè, chú Năm này thì duy nhất trong nhà chỉ có riêng ổng thôi. Ổng là cái người mà từ nhỏ tới lớn cực kỳ ham chơi, và thêm nữa là ổng có cái máu rất là mê cờ bạc. Mà ổng chơi cờ bạc như vậy, ổng chỉ chơi được nhiều vào ban đêm thôi. Còn bây giờ cha mình ra cái lệnh như vậy, ổng ngứa ngáy ổng chịu không được, thì mới có mấy ngày thôi thì ổng mới lẻn ra. Ổng lẻn ra để ổng đi chơi cờ bạc. Cái lúc mà ông lẻn ra ông đi chơi á, ông vô đó ông ngồi ông chơi cờ bạc xong rồi, và thường ngày thì ông sẽ chơi thâu đêm suốt sáng, nhưng bữa nay là có cái lệnh của cha mẹ mình rồi, nói gì nói thì chú Năm vẫn còn rất là nể sợ ông bà hai. Khoảng chừng 11 giờ hơn á thì chú mới bước ra ngoài, chú đi về chú không chơi nữa. Trên đường chú đi về á thì chú đang đi như vậy, chú mới thấy là ở bên cặp bên đường bên phía tay trái á có một cái bóng đứng, và cái bóng này á thì màu trắng. Mới gặp chú Năm ông cũng hơi giật mình, nhưng mà lúc này ông lại suy nghĩ rằng có khi nào cái người nhà của mình khi mà đã có lệnh của cha mẹ không cho con cái đi vào ban đêm, mà bây giờ mình đi á
có người mới đi ra để mà đợi kiếm mình về. Chú Nam ổng suy nghĩ như vậy, cho nên là sau cái lúc mà ổng giật mình á, ổng mới bình tĩnh lại và ổng đi thẳng 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 tới để ổng dòm coi cái người ra kêu mình là ai. Nói chung thì trong lòng cũng sợ, nhưng sợ là sợ có người trong gia đình. Rồi ra và phát hiện mình cái việc đi đêm. Chú Năm cứ vậy mà đi thẳng 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 lại thì chú mới thấy cái người đó là quay lưng lại với chú, chứ không phải là quay mặt. Chú mới dòm thì thấy cái tướng người này lớn quá, không có giống như là người trong gia đình mình, ai đâu mà lớn con dữ vậy. Cái chú mới thở phào ra là bây giờ không phải là người gia đình mình rồi, thì chắc là một người nào đó thôi, kệ người ta. Thì chú mới vừa xơi dịch cái bước chân định đi ra giữa đường và đi thẳng đi lướt qua người đó. Chú mới xơi dịch bước chân ra thì thấy cái người đó động đậy, nhưng mà chú Năm vẫn không có để ý, chú vẫn đi luôn. Khi mà chú đi qua mặt cái người đó rồi á, thì chú mới nghe cái tiếng cười, mà cái tiếng cười sao mà ghê quá. Nó cười lên rờn rợn rờn rợn. Theo quán tính, chú Năm cứ quay mặt lại dòm, thì trước khi mà chú quay mặt lại dòm á, thì cái bóng đó nó đi tới gần chú hồi nào chú đâu có hay. Vừa quay mặt lại thì chú thấy một cái khuôn mặt rất là ghê rợn, nanh vuốt đồ tùm lum hết, và trên cái đầu của nó có một cái sừng, và cái sừng màu xanh. Thì vừa gặp như vậy chú chú la, chú té xuống một cái bịch thì bóng hình đó biến mất. Chú bò lết một đoạn rồi mới gắng sức đứng dậy và chạy thẳng về nhà. Do là quá sợ rồi, chú vừa chạy mà chú vừa la quỷ 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 quỷ. Đến khi mà chú chạy về tới nhà thì mọi người mới nghe được cái tiếng hô quán của chú Năm, trong nhà mới đi ra. Rồi cô Ba cũng hay, nhưng mà khi mà cô ba đi qua đó, cô Ba không bước vô trong nhà, cô Ba chỉ đứng ở ngoài cái hành lang nhà mình thôi. Còn mọi người ở trong nhà thì liên tục hỏi chú Năm. Chú Năm mà ổng khóc sướt mướt và ổng nhìn hết người này, ổng nhờ người kia. Một lúc lâu sau thì ổng mới cởi được cái hiện tượng ghê rợn mà ổng đã chứng kiến vừa rồi. Trong khi mọi người ai nấy cũng lo lắng thì đổ dồn ánh mắt dòm qua phía cô Ba phía bên ngoài á, thì thấy cô Ba cổ lắc đầu, mà cái mặt cổ buồn rười rượi luôn, cổ không hỏi một tiếng nào, cũng không nói một tiếng nào hết. Cổ quay mặt cổ đi về nhà của cổ. Tối đó thì chú Hai và một vài anh chị em trong nhà cũng đi qua nói chuyện với cô Ba và hỏi rằng á, là như vậy thì có chuyện gì nó xảy ra hay không. Cô Ba lắc đầu thở dài chứ cô Ba không có nói. Đến sáng hôm sau á, thì cô Ba mới đi ra và lợi dụng cái lúc á, mà chỉ có một mình ông Hai ở đó, cô Ba mới nói á, cha ơi, cha coi cha đi kiếm thầy Pháp đi, kêu thầy Pháp về lo hậu sự cho thằng Năm. Ông Hai ông giật mình, ông nói con ơi, con nói gì vậy? Thì cha cũng định là đi kiếm thầy Pháp, nhưng mà sao lại lo hậu sự con? Con nói cha lo cho cha lo quá, con ơi con nói rõ ràng đi con. Cô Ba mới nói á, quà nó tới rồi cha ơi, cha kêu thầy Pháp đi, chứ cha hỏi con cũng không có làm gì được đâu. Con chỉ biết như vậy thôi, cha phải đi kêu thầy Pháp về lo hậu sự, thì thầy Pháp người ta về người ta biết, người ta nói rõ ràng hơn, chứ con thì không có biết rõ. Lần đầu tiên mà cô Ba chịu giải thích về những cái câu nói của mình. Thấy vậy ông Hai mới lật đật là ráo riết cho thêm người đi tìm thầy Pháp, thì cuối cùng mới tìm được hai ông thầy Pháp đi về. Vào cái thời điểm này thì thầy Pháp rất là được những gia đình cũng như là những người giàu có họ quý trọng, tiếp đãi thầy Pháp một cách rất là đàng hoàng. Và khi hai thầy Pháp này vô dòm cậu Năm á, thì cậu Năm lúc đó cậu do cậu sợ, mặt mày xanh xao và ở trong nhà miết như vậy. Hai người vô dòm mới nói là cởi lại toàn bộ cái sự việc nó ra làm sao. Thì khi chú Năm ông cởi như vậy, lúc đó cô Ba cũng đứng bên ngoài dòm vô chứ không chịu vô nhà, cũng đứng ngoài vậy đó.
Thì sau khi mà cởi xong á, thì hai ông thầy Pháp này dòm nhau mà cái mặt ông cũng kiểu mà giống như là hơi sợ sợ rồi. Nhưng mà chưa dám khẳng định. Hai ông mới nói là tối nay để tôi làm bùa. Thì trước khi mà làm bùa đó, thì dù là rất là quý trọng những thầy Pháp, nhưng phải làm một cái tờ khế ước. Tờ khế ước này là minh chứng, chứng minh cho cái việc thầy Pháp sẽ ở lại đây và chữa trị cái việc tâm linh cho chú Năm. Nếu như chú Năm bị cái gì thì thầy Pháp sẽ chịu hoàn toàn cái trách nhiệm. Còn trong lúc chị ma tà gì đó mà thầy Pháp có xảy ra cái vấn đề gì thì cũng sẽ không thưa kiện gì gia chủ cả. Khuya đêm đó, hai ông thầy Pháp mới dẫn ông chú Năm á, là đi ra ở ngoài cái địa điểm đã từng gặp cái con quỷ mà có cái sừng màu xanh. Và không cho mọi người đi theo. Mặc dù ở đây á, rất là lo lắng. Nhưng mà cô ba cổ ra cổ nói á, bây giờ á, mình là người thường, mình không có làm gì được, phải trông cậy vô hai ông thầy Pháp này thôi. Nhưng đi lâu quá rồi, lâu quá rồi mà không thấy ai trở về. Đến khi cái người mà trở về á, là ông chú Năm. Mà lúc này ông chạy về không phải là theo cái kiểu là ông quá hoảng sợ hay gì cả, mà ông đi đứng như một cái người không hồn vậy. Mặt ông buồn rười rượi luôn. Và ông cho biết một cái tin là hai ông thầy Pháp chết rồi. Mọi người mới đổ ra ngoài đó. Thì thật sự hai ông thầy Pháp chết với một cái hiện tượng rất là ghê rợn. Đó là mặt mày của mấy ông á. Tím tái và máu từ mắt mũi miệng nó trào ra bên ngoài, nó vẫn còn rỉ thành giọt. Thì do là đã có cái tờ khế ước đó rồi, cho nên là họ không có phải chịu trách nhiệm về hai ông thầy Pháp này. Mới sai người á, là đưa hai ông thầy Pháp cái xác của ổng á, trở về quê hương của mấy ổng, ở cái nơi mà mời mấy ổng á, rồi cho một số tiền cũng khá là lớn để cho gia đình lo hậu sự cho hai ông thầy Pháp. Lúc này thì cô ba càng trở nên buồn nha các bạn. Cái mặt của ba càng buồn rười rượi, cô không nói tiếng nào hết. Rồi ông hai á, tối đó ông mới đi qua bên nhà của cô ba và ông nói rằng á, con ơi, con coi có cách nào con cứu cho em con không? Chứ cái sự việc mà thầy Pháp mà còn chịu thua như vậy á, cha cũng không biết làm sao nữa con ơi. Ông vừa nói và vừa khóc vì thương cảm cho cái sự việc sắp diễn ra trong gia đình. Cô ba mới lại và có thể nói đây là những lần hiếm hoi mà cô ba an ủi ông hai. Cô ba nói, cái số kiếp nó vậy rồi cha ơi. Con cũng cố gắng hết sức rồi, nhưng con là người thường. Chứ con đâu phải là thầy Pháp, thầy bùa gì đâu. Những cái chuyện á, mà con biết tại sao con biết được điều này, điều kia đó, thì sau này cha mới biết. Còn bây giờ con nói không có được. Nhưng mà con nói với cha là cái họa mình tránh không có khỏi rồi. Con sẽ hứa với cha là con cố gắng tìm cách để cho mọi chuyện nó không phải là quá bi thảm. Thì sáng ngày hôm sau, cô ba mới đi qua và liên tục ở cận kề với lại chú Năm. Khoảng một tuần nha các bạn. Thì trong cái tuần này nè, là cô ba đó không biết là nói chuyện với chú Năm cái gì, nhưng mà hỏi này nọ thì chú Năm ông nói thì chị ba chỉ nói chuyện bình thường thôi. Chị nói với em á là cái gì cũng phải nhớ, đừng có chỉ ai, đừng có chỉ ai, thì cái câu nói đó thôi. Chứ không có nói tường tận ra là làm sao. Và cái việc cô ba một tuần lễ ở trong nhà cũng là cái việc hiếm hoi rồi. Lúc đó đó thì nên nhớ rằng là cái đứa nhỏ 5 tuổi á vẫn còn ở bên nhà cô ba nha. Mặc dù cô ba qua đây ở cả tuần, nhưng tối là cô ba phải về bên đó để mà ngủ với cái đứa cháu của mình. Thì cái sự việc không mong muốn nó cũng xảy ra là chú Năm nè. Bữa đó là vào cái giờ trưa, trời đứng bóng vào giờ ngọ đó, thì chú Năm á, ổng ở trong nhà và có người xung quanh ngồi coi, ổng mới nằm ở đó thì tự nhiên ổng chết các bạn. Ông chỉ ông la lên một tiếng là ông chết, và cái chết của ông cũng tương tự như là hai ông thầy Pháp, mặt mày cũng tím tái và máu trong mắt, trong mũi, trong miệng, thậm chí là lỗ tai cũng đã trào ra y như hai ông thầy Pháp vậy. Khi hay tin, cô ba mới đi qua
và nét mặt cũng càng trở nên sầu thảm. Cô chỉ lắc đầu và nói với gia đình là phải an táng chú Năm. Thì an táng cho xa nhà ra, xa được bao nhiêu thì nên xa. Có một cái thì bà Hai với lại ông Hai á, nói gì nói cũng là hai người cha mẹ mẫu mực, rất là thương yêu con cái của mình. Và nếu bây giờ á, đem nó đi chỗ xa hiu quạnh thì ông bà Hai á, khó mà chấp nhận được. Bởi vì nó mới chết đây mà không mai hương khói cho nó, để nó ở một cái nơi xa như vậy á, thì không có được. Ông bà Hai mới nói với cô ba đó là thôi bây giờ nếu mà con nói như vậy á, thì cha mẹ chôn thằng Năm á, cha mẹ chôn ở phía sau nhà mà xa nhất có thể, chứ không có thể nào mà chôn nó ở một cái nơi quan lạnh được con ơi. Cô ba không có phản bác cái điều đó, chỉ lắc đầu thôi. Cô ba mới nói á, thì tùy cha mẹ, nhưng bất kể là chuyện gì phải để cho cháu ở với con. Tức là cô ba nói cái đứa cháu gái á, cỡ nào cỡ là không để cho cái đứa cháu gái đó về bên nhà chính. Sau cái chết của chú Năm thì cái việc mà tang thương trong gia đình thì không cần phải nói rồi. Đến khoảng một tháng sau, đúng vào cái ngày mà chú Năm ổng chết á, thì khoảng 2 giờ sáng của cái ngày hôm đó, cô Bảy là cái người la quảng lên, bởi vì cô gặp một cái hiện tượng rất là ghê. Cô đang nằm ở trong nhà ngủ như vậy thì xui khiến làm sao không biết, cô mới nghe cái tiếng kêu và kêu thẳng tên của cô. Cô Bảy mới bật ngồi dậy, tới khi mà cô đi ra là đi theo cái kiểu thẳng thờ đó. Cô đi ra tới cái cửa sổ ngoài cái nhà chính đó, thì cô dòm ra bên ngoài. Cô dòm ra bên ngoài thì cô thấy á, chú Năm ổng đứng ngoài đó và cái mặt của ổng buồn dữ lắm. Ổng đưa tay, ổng chỉ lên mặt của cô Bảy. Nhưng cái ánh mắt của ổng là cũng như không muốn dòm á các bạn. Ánh mắt rất là buồn, giống như thể là một cái người nào đó như người ta kêu bạn chỉ điểm á, mà bạn không muốn chỉ người đó mà phải bắt buộc phải chỉ. Cho nên là ổng chỉ, ổng đưa cái tay lên ổng chỉ, còn cái mặt ổng thì cúi xuống và rất là buồn. Cô Bảy thì không biết được cái chuyện gì đang diễn ra, chỉ là thấy anh mình chỉ mình như vậy thì cô mới la quảng lên. Trong nhà đèn đuốc sáng trưng mở chạy ra, thì cô Bảy kể lại được nha, kể lại được. Và cô ba cũng đi qua, cô ba đi qua dòm thì cô ba mới nói á, bây giờ á cho con Bảy á nó ở trong nhà, đừng có cho nó đi bất cứ chỗ nào hết, suốt ngày ở trong nhà. Còn cha đó, cha coi á, cha coi có cái gì mà chị tà được thì cha phải treo xung quanh phòng của nó, rồi phải đi tìm thầy pháp, mà phải tìm ông thầy pháp nào phải cao tay, chứ nếu không á đưa về là chỉ để cho người đó chết thôi. Như vậy đó, là lúc đó là chỉ có 1 giờ mấy 2 giờ sáng thôi, vậy mà tới 5 giờ sáng thì mọi người cứ lôi lúc chút xíu lại đi vô thì cô Bảy chết rồi các bạn. Lại một mạng nữa đã ra đi. Thì trong vòng 2 tháng đã có 2 người chết rồi. Ngay cái lúc mà cô Bảy chết á, thì cô ba mới đi qua nói với ông bà Hai á, lấy cho mình một số đồ để cô ba đi ra ngoài cái mộ của chú Năm và cô Bảy, cô ba cúng. Còn cái việc mà đi mời thầy pháp thì thôi đừng có mời nữa, bây giờ mà mời thầy pháp về chỉ là hại chết người ta thôi. Trong một tháng có 2 người chết thì bà con trong xóm mới dậy lên cái việc là nhà của ông bà Hai đang xảy ra cái việc trùng tang liên tán. Và khi một gia đình nào đó mắc phải cái việc trùng tang thì mọi người trong dòng họ sẽ rất là sợ. Họ sợ là phải bị chết, bị cuốn vào cái việc trùng tang của gia đình. Và cô ba cũng đã nói trước, cô ba nói á, là những người bà con thân tộc đừng ai đến đây thăm viếng cái ngày mà đám tang để làm gì cả.
Thì ông bà hai á là nghe cô ba nói tới đây là cũng biết rồi, cũng biết là gia đình mình đang vướng phải trùng tang. Nhưng mà trùng tang là một cái hiện tượng tâm linh, một cái việc xảy ra mà không ai có thể ngăn chặn được. Trong tâm tư của mọi người vào thời điểm đó là phải có một ông thầy pháp cực kỳ giỏi thì mới có khả năng để làm được cái việc ngăn chặn trùng tang. Còn cô Tư á các bạn, thì cái lần mà chú Năm chết, cô Ba mới nói với gia đình á là cô Tư đã có chồng rồi, bây giờ đang ở bên ngoài thì không cho cô Tư về. Mặc dù cô Tư rất muốn về để chôn cất, đưa tiễn em của mình tới cái phút giây sau cùng, nhưng mà do là ông bà hai cấm cản không cho về. Có điều bây giờ đến lượt của cô Bảy rồi, và anh chị em trong nhà thường thì những người chị gái á, người ta nói chuyện với nhau nhiều và tình cảm của cô Tư đối với cô Bảy cũng khá là nhiều, cho nên là bây giờ cô bất chấp cô mới đi về, mà cô đi về mình ơn à, mà không biết làm sao cô ba cổ biết. Sáng sớm hôm đó là mới khoảng 5 giờ sáng là cô ba đã đi ra ở ngoài cái đầu đường để có thể đi vô trong nhà của ông bà hai đó. Cô ba đứng đó, cô ba đợi, và khi cô Tư tới á là cô ba chặn lại liền. Cô ba nói em về đi, chị muốn tốt cho em thôi. Một tháng sau á em hãy về, mà có lẽ em về á là em về đám tang của chị. Cô Tư nghe cô ba nói vậy rồi khóc sướt mướt và năn nỉ cô ba để cho mình về gặp mặt cô Bảy lần cuối. Cô ba nói em đi đi, em theo chồng em ở bên đó đi. Em á, là người may mắn nhất trong gia đình á, cho nên là em đừng có về. Thì cuối cùng cô ba cũng thuyết phục được cô Tư, không có trở về nhà nữa. Đến khi về nhà thì suốt một tuần lễ cô ba mới đi ra ngoài cái mộ của cô Bảy và chú Năm, ngồi ở ngoài đó. Đến tối thì về. Trải qua khoảng hơn nửa tháng sau, cô ba mới nói với lại ông bà hai và những người trong gia đình là sẽ đưa đứa cháu gái 5 tuổi đó về bên nhà, nhưng không được ở trong nhà này mà phải kêu chú thím hai dắt hai đứa con của mình về bên ngoại sinh sống bên đó và không được trở về đây. Chú thím hai thì không muốn bỏ gia đình trong cái cơn mà hoạn nạn như thế này. Thì cô ba mới nói á, bây giờ anh chị muốn cứu gia đình á, là anh chị phải đi. Thêm nữa đó là khi mà đi rồi đó thì nhớ á, là cái sau này á, mà cái ngày mà em chết á, anh chị mà có hay tin á, thì anh chị phải lập cái bài vị cho em. Và mỗi đêm phải gọi tên em. Mỗi đêm phải gọi tên. Và khi gọi tên như vậy á, là không được quên dù chỉ một ngày. Cô ba nói như vậy rồi thì biết là cô ba bây giờ là có cái hiện tượng tâm linh rồi. Nhưng mà cô ba nói là không thể nào cứu gia đình và chỉ có cách này thôi. Sau một lúc gia đình bàn bạc với nhau thì ai nấy cũng đầm đìa nước mắt. Chú thím hai phải nuốt nước mắt ngược vào bên trong để đưa hai đứa con của mình trở về bên nhà bên ngoại. Sau khi mà về bên đó rồi thì cô ba mới đi lại nói chuyện với ông bà hai, nói chuyện cả hai người mà không cho những người kia nghe. Cô ba nói rằng á là cái ngày á mà cô ba chết á thì chôn xác cô ba là phải chôn trước cửa nhà. Chôn trước cửa nhà chứ không được chôn gần chú Năm hay là cô Bảy gì cả. Thì nghe nói đến đây là ông bà hai nước mắt giàn giụa hết rồi. Con sao sao mà vậy vậy con? Cô ba nói á là cha mẹ ơi, đáng lý á là con chết ở cái tuổi 16 rồi. Con với cha mẹ là tồn tại cái luật nhân quả hồi xưa
ông bà của cha mẹ là có mang nợ của con. Con về để con đòi lại cái nợ đó. Nhưng mà lúc đó con không có biết. Con chỉ biết là con sinh ra là con không có muốn ở trong gia đình, con rất là ghét cha mẹ, con chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà dẫu như vậy, cha mẹ vẫn thương con, lo lắng bệnh hoạn cho con suốt mười mấy năm, cho đến cái ngày mà con chết á. Đáng lý là con đã chết rồi, nhưng mà con nghĩ cái ân tình của cha mẹ, con mới sống được tới bây giờ. Cũng may là nhờ á, là gia đình mình cũng không có làm gì, ở cái thời của cha mẹ sống á, cũng không có làm gì thất đức, cho nên là cái phước báo đó nó cho con sống được khoảng thêm 10 năm, và con sống để con giúp cho cha mẹ giải được cái nạn thôi. Thì cái lời nói này á, khi mà nói ra đó thì chẳng ai có thể giải thích được và biện giải được một cách hoàn toàn và toàn diện. Bởi vì đây là cái việc mà tâm linh, mà cái dịu giống như là cô ba cổ nói là cổ về để cổ đòi nợ. Thì trong cái suốt cái thời gian cổ còn nhỏ đó, cổ bệnh thập tử nhất sinh và làm cho gia đình ông bà hai tốn hao rất là nhiều tiền của, nhưng ông bà hai vẫn thương. Thì Bảo sẽ không xoáy nhiều vào cái vấn đề này, bởi vì đây là một cái việc mà giống như là không ai giải thích được đâu. Đó, thì sau khi mà nghe cô ba nói như vậy, ông bà hai á nghĩ dẫu sao vẫn là con của mình. Và chính vì cái lý do đó mà có thể cô ba đáng lý là đã chết mà lại sống lại được khoảng 10 năm. Cho nên á, là có thể nói là thân xác của cô ba là một cái người nửa chết nửa sống. Cô mới biết được tại làm sao mà có xảy ra những cái việc như vậy. Có điều dẫu sao cô vẫn là một cái người không có biết bùa phép gì cả, chỉ giống như là một cái hiện tượng tâm linh nào đó ở trong cái phần nửa chết của cô ba. Cô ba biết được những cái vấn đề này thì cô ba mới tiếp tục nói á, là cha mẹ ơi, gia đình mình dính vô trùng tang rồi. Thằng Năm á, nó không muốn chỉ con Bảy đâu, nhưng mà nó không chỉ cũng không có được, trùng nó bắt mà. Lúc đó cô ba mới căn dặn đầy đủ là khi mình chết là phải sao, nhưng mà không được lập bài vị trong nhà. Bài vị á, thì cô ba đã kêu chú thím hai lập bài vị bên kia và mỗi đêm phải kêu tên mình. Lý do làm sao thì không biết. Thì cái quãng thời gian còn lại đến cái ngày mà chú Năm với lại cô Bảy chết á, là cái ngày đó cô ba chỉ ở một mình thôi, và sáng ra cô ba cũng chết. Có điều cô ba chết á, thì không có phải là ghê rợn như là chú Năm hay là cô Bảy. Sau khi cô ba chết rồi thì mọi người cũng đành là nuốt nước mắt, rồi chôn cất theo cái lời khi mà cô ba còn sống. Lúc đó bên gia đình của ông ba, em ruột của ông hai đó, do là anh em rất là thương nhau, và khi trước á, đã bị cấm qua, con cháu mình chết hai đứa mà đã bị cấm qua rồi, cho nên lần này ông chịu không có nổi và ông đi qua. Lúc này thì đâu còn cô ba nữa để mà ngăn chặn đâu. Ông ba ông đi qua, ông đi qua ông là ông đưa tang này nọ xong rồi á, ông mới nói với ông hai á, để tôi cố hết sức đi tìm thầy bà về, chứ nếu mà không được nữa thì chắc là dòng họ mình phải chuyển đi nơi khác. Có điều ông ba ông không có biết được là nếu mà muốn cho gia đình chuyển đi nơi khác sinh sống mà thoát qua được cái nạn này thì cô ba đã nói rồi. Thì sau khi ông ba về, lần này thì không phải là 1 tháng mà tới 3 tháng sau, con ông ba có 3 người con, 2 trai và 1 gái, lại chết một người. Và trước khi chết á, là cái người này là cái người thứ ba nha. Cái người này á, cũng thấy là cô ba về và chỉ mặt mình. Cũng giống như là chú Năm, cô ba về chỉ mặt với rất là buồn bã. Đó, thì sau cái chết đó thì gần như là bà con hàng xóm ở đây á, người ta rất là sợ và không dám đến gần.
Thì cái điều này không trách người ta được, mà dù cho họ có đến gần ông bà hai cũng không có cho nữa. Bởi vì biết là gia đình mình đang gặp trùng tang, những người đó họ tới họ không có thể nào giúp được gia đình mình, mà thêm nữa lại rước thêm cái họa cho họ. Rồi thời gian á nó cứ trải dài. Lúc mà cô ba chỉ con của ông Năm chết là sau 3 tháng sau khi mà cô ba chết, thì khoảng chừng nửa năm sau, tức là 6 tháng, thì cô ba lại về chỉ, và người mà cô ba chỉ á, là ông chú Sáu. Rồi sau đó khoảng 1 năm lại tới lượt của bà hai, và khi bà hai mất rồi đó, ông hai suy sụp và cũng bệnh hoạn qua đời. Nhưng trong cái lúc này á thì cô ba cổ mới về trong cái giấc mơ của chú Út. Cổ mới nói với chú Út á là: em ơi, em đi nơi khác sống đi, càng xa thì càng tốt. Sau này á nếu như được á thì chị sẽ chỉ cho anh hai biết chỗ của em mà kêu em về. Còn bây giờ á thì em phải đi mới được, em nói hết trong gia đình mình phải đi. Nhưng mà cái lúc đi á thì gia đình bây giờ người còn sống chỉ còn có chú Út thôi, còn cô Tư á là ở bên chồng, và mọi người trong nhà là gần như là chết sạch rồi. Còn gia đình của chú hai á thì may mắn là còn đủ 4 người. Khi cô ba nói như vậy xong rồi á thì chú Út làm theo chứ biết sao giờ các bạn, và cũng đi qua bên nhà của ông bà ba và cho hay cái việc đó, thì mọi người cũng phải lưu vong thôi. Có những người bà con xa đó thì họ ở lại, có điều thì cái phần đất đai của ông bà hai á thì lúc đó bán cũng không ai mua, đành bỏ bỏ thí như vậy. Thì sau này thì cái phần đất đó thì cũng không còn giữ lại được, cho đến khi á mà cái người con gái của chú thím hai, cái đứa bé 5 tuổi á, nó đã được 22 tuổi rồi, và mỗi đêm suốt khoảng bao nhiêu năm trời đó lúc nào cũng vậy, mỗi đêm á là chú thím hai vẫn gọi tên của cô ba. Thì tới cái năm mà cái đứa bé gái lớn nè, nó 22 tuổi á, thì chuẩn bị lập gia đình cho nó. Không còn cái chết nào suốt bao nhiêu năm nay, còn cái việc mà chú Út á, ổng lưu vong đi chỗ nào á thì cũng không ai biết các bạn. Bởi vì khi cô ba dặn á, là đi không được nói cho ai biết hết. Và thêm nữa đó là gia đình của ông ba cũng đi cũng không có nói cho ai biết là vị trí mình ở là ở đâu. Bây giờ á thì sắp sửa gả chồng cho cái cô con gái này rồi, nhưng mà cái việc gả chồng cho cái cô con gái này rất là khó khăn, và có lẽ đây là một cái lương duyên, một cái nút thắt được mở bởi vì cái cô gái 22 tuổi này các bạn. Chính vì cái sự trùng tang ghê rợn cho nên á là ở đây ai mà không biết cái việc gia đình của ông bà hai bị trùng tang. Cho nên mày cưới con á thì mấy cái người trong đây người ta không có dám cưới con của chú hai, người ta sợ, người ta đâu dám cưới. Và nếu mà để như vậy hoài thì con mình nó lỡ thì làm sao, và cái thời điểm đó con gái mà lỡ thì rất là khó chứ không phải như mình bây giờ. Đó thì chú thím hai á mới buồn rầu dữ lắm. Còn cái đứa con trai á thì nó cũng đã 21 tuổi rồi. Hai vợ chồng mới suy nghĩ phân vân hoài. Thì cuối cùng á, cái đêm đó hai vợ chồng chú thím hai mới nằm mơ và thấy được cái cô ba cổ về. Mà cô ba cổ về á, cổ nói cũng phải đi, anh chị phải đi nơi khác sinh sống thì mới có cái cơ may về lại được đây. Thì câu nói lấp lửng nửa chừng đó chú thím hai không có biết và cũng không có chỉ điểm là phải đi chỗ nào, mà bây giờ chú thím hai lo cho con gái mình quá buộc lòng phải đi.
đi đến một nơi rất là xa, và có lẽ cái họa của gia đình đã đến lúc chấm dứt. Mà chú thím hai đi đến đó đó, sau một thời gian chỉ khoảng 1 năm đã yên vị được rồi. Tuy là sau này á, gia đình của chú thím hai á, các bạn không còn giàu có như khi xưa nữa, nhưng mà dẫu sao bên nhà bên vợ á, vẫn có một ít cái việc tài sản, cho nên là đi đến đó thì cũng không phải là khó khăn quá để sinh sống. Thì sinh sống ở cái địa điểm đó trong vùng mới có một cái cậu con trai để lòng cái cô gái này nè. Và cái cậu con trai này là ông nội của cậu á, là một cái ông thầy pháp rất là giỏi, nhưng mà không bao giờ ổng đi hành nghề thầy pháp cả. Có nghĩa là chỉ trong thân thuộc dòng họ, trong gia đình mới biết ông nội của mình là thầy pháp thôi. Và khi mà đi qua hỏi cưới đó, ông nội ổng dòm vô cái cô gái này nè, cái cô gái 22 tuổi, con của chú hai nè, ổng mới giật mình. Rồi nhưng mà ổng vẫn hứa, vẫn để cho hai bên đến với nhau. Nhưng mà trước khi đám cưới á, thì ổng mới đi qua một mình. Ông nội đi qua và nói chuyện với chú hai là hỏi về cái khi trước. Ban đầu chú hai giấu các bạn, tại vì với cái tâm lý của người cha mà, sợ là con mình khi mà nói ra cái việc đó thì người ta sẽ không cưới con gái mình nữa. Có điều càng nói về câu chuyện thì chú hai cảm nhận cái ông này ổng quá giỏi, và gần như ổng biết được là chú hai đang nói dối. Thì lúc đó ông thầy ông còn nói thêm một cái chuyện mà chú hai phải giật mình. Ông thầy ông nói á, theo như tôi biết á, là con bé này nè, nó có một người cô, và cái người cô đó theo giữ nó mười mấy năm trời. Thì lúc này á, chú hai nghe nói câu nói đó rồi á, thì mới kể hết mọi chuyện về gia đình mình cho ông nội nghe. Sau khi mà ông nội ông nghe xong rồi á, thì ông nói vậy là đúng rồi. Nếu mà không nhờ cái người cô ba đó giữ cho cái đứa nhỏ này, thì cái đứa nhỏ này là cái người tiếp theo chết. Và khi nó chết rồi đó, thì nó sẽ chỉ tất cả mọi người trong cái dòng họ của ông, của con. Chú hai mới năn nỉ ông nội, rồi biết ông nội quá giỏi rồi, mới nhờ ông nội giải giùm cái trùng. Ông nội ông nói á, âu cũng là cái số trời, chứ chỗ của tôi á, với lại cái chỗ của chú nó quá xa như vậy, vậy mà chú lại lưu vong đến đây, và con của chú lại được cháu nội của tôi nó thương, thì thôi tôi vất vả cỡ nào cũng phải giúp cho gia đình của chú cũng như là giúp cho cháu của tôi. Sau đó ông nội đó mới về về lại cái quê hương, cái xứ sở mà chú hai ao ước được về. Về đến đó rồi á, thì cái mộ của cô ba vẫn còn phía trước. Việc đầu tiên mà ông thầy này ông làm á, là ông khai quật cái mộ lên, rồi ông đem chuyển ra phía sau ở những cái chỗ mà gia đình đã nằm ở đó, cho đoàn tụ gia đình với nhau ở ngoài phía sau. Rồi ông mới nói á, là để tối nay ông làm một cái lễ. Thì qua cái đêm đó đến sáng ngày hôm sau, ông nội tỏ ra rất là mệt mỏi, nhưng mà ông nói với lại chú thím hai á, là hồi đó đó đáng lý ra đó trùng nó bắt là nó bắt con của chú, là cái đứa con gái đó. Còn cái cô ba này nè, là cái cô này đáng lý cổ chết, nhưng mà giờ nhà của chú á, còn cái phước báo, cho nên là cổ là một cái việc giống như là cổ là cái người đòi nợ. Thì chưa đủ nợ, cổ đi chưa được, và cũng cổ cũng không có muốn đi, và cổ muốn á, ngoài việc đòi nợ cũng phải trả ơn cho cha mẹ của chú, bởi vì cha mẹ chú là thương yêu cổ từ nhỏ tới lớn, lo bệnh hoạn cho cổ mà không một lời than vãn nào hết. Thì cũng chính cái nghĩa cử đó đã giúp cho gia đình chú bây giờ. Lúc mà con chú á, mới vừa chào đời á, thì lúc đó cái cô ba này nè, giống như là cổ là nửa người nửa sống nửa chết rồi. Cậu biết được là cái đứa bé này nó sẽ gặp một cái nạn, và cái nạn của nó là cái nạn trùng. Và khi mà nó đứa nhỏ mà nó bị trùng rồi thì nó không biết, nó sẽ về.
nó bị đánh, nó bị trùng làm này kia, đánh đập gì đó thì nó sẽ chỉ hết mọi người trong gia đình. Cho nên á là cái cô ba này mới yêu cầu là đưa cháu qua bên đó để ở chung với cô ba. Có điều quả trùng thì gia đình bị dướng rồi và không có ông thầy cao tay quá để mà gỡ. Cho nên cái trùng nó cũng tới, và cái người đầu tiên bị á là ông chú Năm. Rồi cô ba thật sự là lúc đó cũng không phải bị trùng về chỉ, mà chính cô ba là cái người tự nguyện chết cho trùng nó bắt. Và buộc lòng á, cô ba phải qua chỉ cho con của ông Năm chết. Đó là cái cách mà giống như cô ba cố gắng hết sức mình thôi. Là cái thời gian của cái trùng tan thai vì lúc trước á, chỉ là 1 tháng, 1 tháng, 1 tháng. Nhưng mà tới lượt của cô ba thì nó cứ kéo dài thời gian hoài. Nửa năm, rồi 1 năm, rồi thậm chí là hơn nữa thì cô ba mới chị. Rồi cô ba mới kêu là gọi tên cô ba về, không cho ở đây lập bài vị, mà lập bài vị ở bên gia đình của chú thím hai, để cho mỗi đêm á, là chú thím hai kêu tên của cô ba để cô ba về mà bảo vệ cho đứa cháu. Thì giữ được cho đứa cháu đến thời điểm hiện tại là hoàn toàn nhờ vào cô ba. Và cái cơ may á, gia đình lưu vong lại gặp được cái người yêu thương con của mình. Cái người đó lại có ông nội là một cái người thầy pháp cực kỳ cao tay. Sau đó thì mọi chuyện cũng được giải quyết. Chú thím hai cũng được dẫn con cái về nhà. Rồi cô ba cũng chỉ ra cái chỗ mà chú Út với lại ông bà ba, gia đình ông bà ba đó đã lưu vong ở chỗ nào và lần lượt mọi người sau vài năm cũng đã về được tới nhà. Thì kinh tế của gia đình bây giờ nó đã suy sụp rất là xuống dốc rồi. Nhưng mà dẫu sao, còn người sống là còn niềm tin, còn nghị lực và còn có đôi bàn tay để họ có thể làm lại từ đầu. Mọi cái việc khủng khiếp dường như nó đã qua rồi. Và cô ba, sau một lần cô ba báo mộng cho gia đình đó là cô đi. Và từ nay cô sẽ không còn một cái ăn quán gì với cả gia đình của chú thím hai nữa. Thì sau đó gia đình chú thím hai cũng như là gia đình chú Út đã hoàn toàn thoát khỏi cái nạn trùng tang. Thì qua cái câu chuyện này, tuy là một cái câu chuyện xa xưa và cũng không ai xác thực được đó là một cái câu chuyện có thật hay là không các bạn. Bởi vì chuyện xa xưa là chuyện truyền miệng từ người lớn họ kể lại, thì không cần biết cái việc nó thật hay không, tại vì không có người có thể giải thích và chứng minh. Nhưng mà chúng ta chỉ cần biết rằng qua cái câu chuyện này, đâu đó vẫn rút ra được một cái kinh nghiệm về cái cuộc sống. Thì đôi khi có những cái nạn mà nó lại đến một cách bất thình lình, giống như là cái gia đình của ông hai, nhưng mà do là cái cách sống, cái cách đối xử với con cái trong nhà, cái cách sống hàng ngày của ông bà hai, dẫu sao vẫn hóa giải được một cái mối quan thiên giữa cô ba và gia đình ông bà hai. Và cũng chính cái sự hóa giải này mà cô ba lại là cái người chủ chốt trong mọi việc, giúp cho gia đình của ông bà hai, người mà mình muốn báo lại cái, đòi lại cái nợ, mà lại giúp ngược lại luôn, để cho gia đình ông bà hai dẫu sao thì sau này gia đình chú thím hai, gia đình của ông Út, gia đình của cô Tư vẫn là những người may mắn thoát khỏi cái nạn trùng tang cũng nhờ vào cô ba. Rồi câu chuyện đến đây là kết thúc. Bảo xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.